Và bây giờ là trận bảy xe trận đấu trường thứ năm giữa Lê Nguyên Khánh và bên kia gọi là cái gì? Dinh. Nguyễn Nhật Trình. Nguyễn Văn Trình. Nguyễn Nhật Trình. Nguyễn Nhật Trình. Trận này thì Trình sẽ chấp cánh 202. Anh bắt lại. Tao bắt rồi. Cái con hết rồi. Nghĩa nó vô một mối 4 triệu, còn còn 4 triệu. Kết thúc set 1, thắng thua 71. Tiếp tục set 2, đánh nhau. Set này đánh đầu, không đều. Từ 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 từ
Rồi. Sơn giống sơn đâu đấy nó bình quá. Chín bảy ai bánh đó bánh đó là bánh chỉ đánh nhẹ bên này rồi mới quả sau mới là quả bồi đánh liền đánh mạnh tăng lực quả này khó lắm càng có lực càng nó đang vô bộ đỡ rồi đánh lùa qua đây nó chạy qua đây được quả sau mới bồi mạnh cái là mấy anh này đánh phải chậm chậm thôi đánh mấy rơ này ham làm lẹ là chết lẹ tám mười đấy đánh vậy là vậy nó có đánh gì đâu mà phải vội lực bên khó đánh làm gì đó. Từ từ không gọi từ già không gọi được đâu từ từ hay lắm hết ơi hương trà không gọi được đâu từ từ thôi chắc em trong xe này nó cũng đồng quá nhẹ nhàng bái mấy người là không biết ông anh vui vậy mày anh vui
12 đều. Tỷ số bây giờ cân bằng một đều. Set thứ ba giữa Khánh và Trình, tỷ số toàn cục đang là một đều. Đây là set chấp 2, Trình chấp 202, set 3 là Trình chấp 2. Set lẻ chấp 2 và set chẵn là đánh đồng. Không hai. Thằng đó nó ăn mừng nhìn rất là dễ thương à. Đó. Cái kiểu ăn mừng nó rất là dễ thương à, nó tự mừng với nó. Im, rất là im lặng, không có tiếng động nào hết chứ. Hai đều. Ba hai. Giờ này là quýnh hoài, quýnh 10 năm sau ra quýnh hoài. Hai bốn. Chẳng hoài, chẳng hoài. Bốn đều. Ừ, ừ cái vụ này đó. Anh thích em rồi đó. Không vội được đâu, từ từ. Hai ngắn một dài, hai dài một ngắn thôi. Lên. Hai chai bia đi, chai xanh chai bạc. Ha 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 ha.
càng lúc nó lắc càng hay đúng không? Lắm em ơi. Bữa đâu? Nhẹ nhàng, nó lấy lại điểm rất là nhẹ nha. Này, kiếm điểm là mà trần ai quay tủ rồi cái lấy điểm nhẹ. Tám đều. Quá hay lắm anh ơi. Chín tám. Ngày tầm với cái phá được.